To the Bavarian Vocal. Xin chào các bạn, tôi là ca sĩ Mỹ Linh, đồng thời cũng là một giảng viên thanh nhạc. Ngày hôm nay, với mong muốn gửi đến những kiến thức âm nhạc bổ ích cho cộng đồng, tôi sẽ giải đáp một số các thắc mắc mà rất nhiều các học viên đã thường xuyên hỏi tôi. Đó chính là: chị Mỹ Linh ơi, hát lên nốt cao có khó không? Hoặc: chị Mỹ Linh ơi, làm thế nào để hát một nốt cao hiệu quả? Hoặc: chị Mỹ Linh ơi, em muốn chỉ trong 5 phút là có thể giải quyết được các nốt cao hay không? Đầu tiên, để trả lời những thắc mắc của các bạn, thì có lẽ chúng ta cùng tìm hiểu nốt cao là gì? Vâng, nốt cao là những nốt nằm trong âm vực cao nhất trong giọng hát của một người. Và ở đó, những nốt này được vang lên một cách sáng và rõ ràng nhất. Thường thì các tác giả hay viết những nốt cao này ở phần điệp khúc của mỗi bài hát với chủ ý để cho người hát có thể khoe được giọng hát của mình và gây ấn tượng với người nghe. Những nốt cao vang lên một cách sáng rõ đẹp trong thanh nhạc, nó chính là kết quả của một quá trình tập luyện của người hát và nó thể hiện cái trình độ của người hát với người nghe. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tập luyện được để cho chúng ta có thể hát được những nốt cao một cách gây ấn tượng cho người nghe? Bí quyết thực ra giản dị thôi các bạn ạ, đó là luyện tập và tập luyện. Tuy nhiên, tập luyện thế nào lại là một điều đáng bàn. Chúng ta cũng cần phải tập luyện đúng cách. Thì bí quyết thứ hai, Mỹ Linh sẽ bật mí ngay sau đây. Đầu tiên các bạn cần phải chú ý, đó là hát được những nốt trung và nốt trầm tốt. Bởi vì khi các bạn luyện tập để hát được những nốt trầm và nốt trung tốt, thì tự các nốt cao nó sẽ xuất hiện. Còn nếu như các bạn chưa hát tốt phần trung và phần trầm, mà các bạn chỉ tập trung vào luyện tập nốt cao, thì dần dần các bạn sẽ làm cho cổ họng của mình trở nên căng cứng và mau mỏi mệt. Và rốt cuộc thì nốt trầm cũng chẳng tốt, nốt trung cũng không tốt, và nốt cao thì tất nhiên là không tốt rồi. Nghe có vẻ hơi vô lý phải không các bạn? Nhưng mà nó không vô lý chút nào đâu. Các bạn tưởng tượng như mình đang leo một cái thang. Nếu như các bạn không leo từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 mà các bạn leo thẳng lên bậc 7, bậc 8, thì tất nhiên là khả năng cao là các bạn sẽ dễ bị ngã chứ. Và để hướng dẫn các bạn làm thế nào tìm được khu vực trung và trầm của mình, thì Mỹ Linh sẽ hướng dẫn ngay sau đây trên đàn để các bạn có thể tìm thấy quãng giọng của mình nhé. Nếu như ở trước màn hình của Mỹ Linh đang là một cậu trai hoặc là một bạn nam, thì các bạn có thể tìm cái quãng giọng từ trầm đến trung của mình theo cách sau đây. Đây là nốt đồ. Nốt đồ này ở chính giữa đàn, các bạn sẽ lui xuống đến nốt la dáng. La, và các bạn lên đến nốt mi dáng, la si do re mi. Đấy chính là khu vực giọng trầm và trung của bạn nam. Và khi các bạn tập khu vực này tốt rồi, thì các nốt cao nó sẽ từ từ hiện ra. Các bạn càng tập luyện thì cái khả năng mở rộng quãng giọng của các bạn càng tốt hơn. Còn nếu như trước màn hình của Mỹ Linh đang là một cô em xinh đẹp nào đó, một bạn nữ, thì các bạn có thể tìm, vẫn là từ nốt đồ ở chính giữa đàn, các bạn lên đến nốt mi dáng, các bạn tiến về bên phải lên đến nốt mi dáng, chính là nốt đen, nốt mi dáng đây. Và các bạn sẽ tìm mi fa sol la si mi si. Vâng, ngay cả Mỹ Linh khi mới đi hát cũng chỉ lên được đến nốt si dáng này thôi. Và bằng thời gian tập luyện thì bây giờ Mỹ Linh đã có thể mở thêm được một quãng 8 của giọng hát của mình. Thì các bạn cứ tập mì, xí, đấy chính là cái quãng dọc trầm và trung của các bạn nữ trung. Và sau khi các bạn đã tìm thấy quãng giọng của mình từ trầm đến trung rồi, thì bây giờ các bạn làm thế nào? Các bạn hãy nhớ là khi mình lấy hơi là mình cần phải ngáp. Nếu các bạn buổi sáng ngủ dậy các bạn ngáp như này, thì đấy chính là âm A của các bạn. Các bạn nhé, mình làm lại nhé. Khuôn miệng này chính là âm A, và các bạn cho thêm phụ âm M vào thì các bạn sẽ tập như thế này. Nếu các bạn nam sẽ tập ma 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 ma, và các bạn xuống ma ma, và các bạn cứ xuống dần, và nó chỉ nằm trong cái quãng giọng mà Mỹ Linh vừa giới thiệu đến các bạn thôi, không nên làm quá. Và các bạn sẽ làm cho cổ họng của mình trở nên căng cứng và mau mỏi mệt. Và sau mỗi tuần thì các bạn sẽ nới ra một nửa nốt. Nới ra một nửa nốt. Ví dụ tuần này các bạn lên
là từ La Giáng đến Mi Giáng, thì tuần sau các bạn sẽ lên đến nốt Mi thường. Mà tiếp theo mà ma. Tương tự như vậy các bạn nữ cũng thế, các bạn sẽ hát từ Mi Giáng đến Si. Thì các bạn tập ma ma. Sau đó các bạn cứ tập cái âm này, tập đi tập lại và đến một tuần sau các bạn nới lên nửa nốt. Ma ma. Và khi hát thì các bạn cố gắng thả lỏng hàm dưới. Thả lỏng hàm dưới và các bạn hơi cười để nhấc được hai cái má của hai gò má của mình lên, đó chính là hai phần xoang má ở đây. Và khi các bạn nhấc được hai gò má của mình lên, đồng nghĩa với việc hàm ếch của các bạn mở rộng và tạo cái khoang miệng rất là rộng ở phía bên trong. Và âm thanh nó rất dễ dàng để cho các bạn hát được âm ma này đẹp và một cái nốt cao hoàn hảo, luôn hát với một cái hàm thả lỏng và một cái miệng hơi cười và cái má được nhấc lên. Và tôi xin nhắc lại hai điều mà tôi vừa nhắc với các bạn. Một là phải chăm chỉ tập luyện. Hai là cách tìm giọng chung và trầm của mình, sau đó luyện tập với âm ma với 5 nốt liền bậc đi lên và đi xuống. Điều thứ ba này vô cùng quan trọng mà Mỹ Linh rất muốn chia sẻ để nhắc nhở với các bạn. Đó là một số người họ có một cái thói quen là cứ khi hát lên cao là họ hát to ra. Và họ rất là nhầm giữa cái tính từ cao và to. Nốt cao nó không đồng nghĩa là phải hát to. Bạn hoàn toàn có thể hát một nốt cao vẫn rất đẹp, vẫn sáng rõ ràng, nhưng với một âm lượng vừa phải, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Và điều này rất quan trọng. Mỹ Linh có thể thị phạm ngay sau đây để các bạn có thể thấy. Một ví dụ như các bạn nữ khi hát thì các bạn sẽ hát lúc hát cái nốt cao á, các bạn sẽ hát to dần lên như thế này. Mà là điều rất không nên. Các bạn rất nên chỉ hát một âm lượng cho cả phần luyện thanh vừa rồi như thế này. Ma, ma. Vì sao thế? Bởi vì khi các bạn hát ở một cái âm lượng đều từ nốt thấp lên nốt cao, các bạn sẽ kiểm soát được âm lượng của mình và nghe được tiếng hát của mình một cách rõ ràng. Và khi các bạn kiểm soát được âm lượng của mình thì các bạn sẽ làm chủ được đó và sẽ làm người nghe rung động với mình. Bởi vì khi các bạn muốn hát to hay muốn hát nhỏ, nó là nằm trong ý muốn của mình, chứ không phải vì các bạn còn non vì kỹ thuật mà cứ hát rất cao là phải hát to. Cái điều thứ hai là khi các bạn lên cao mà các bạn không kiểm soát được âm lượng của mình, các bạn sẽ có xu hướng hát to. Và khi hát to như vậy thì các bạn sẽ làm cái thanh quản của các bạn nó cao hơn bình thường và sẽ làm cho rất cứng. Ví dụ như này. Mà như vậy là sẽ làm cho âm nốt cao của các bạn không hoàn hảo. Và các bạn cứ tập luyện một cách sai cách như vậy thì sẽ không bao giờ có thể có được một nốt cao đẹp. Và khi mà nốt cao không đẹp thì nốt trung và nốt trầm cũng không đẹp luôn. Về cơ bản là các bạn sẽ có một bài hát vừa cứng, vừa làm cho người nghe người ta mệt, không nghe được lâu. Và bây giờ, Mỹ Linh xin tóm lược lại những gì mà chúng ta đã vừa chia sẻ. Nào, để trả lời được câu hỏi hát nốt cao có khó không? Để trả lời được câu hỏi làm thế nào để hát nốt cao một cách hiệu quả, hoặc là trong 5 phút tập luyện có thể hát được nốt cao hay không, thì các bạn cần nhớ 3 điều. Thứ nhất là phải tập luyện và luyện tập đúng cách. Các bạn nhớ từ đúng cách. Bí quyết thứ hai là phải tìm ra khu vực chung và trầm của mình, sau đó cứ tập ở trên cái khu vực chung và trầm này thật tốt, từ từ nốt cao nó sẽ xuất hiện. Và mỗi một tuần thì các bạn cố gắng nới ra được một nửa nốt. Và nếu như cảm thấy nửa nốt đó vẫn còn căng cứng thì đừng có vội lên nửa nốt tiếp ngay sau tuần sau đó, mà các bạn hãy tự tiếp tục tập ở nốt này cho đến khi nó hoàn hảo đã, rồi các bạn mới tiếp tục mở rộng cõi giọng của mình ra. Bí quyết thứ ba là không hát nốt cao có nghĩa là to, có nghĩa là cứ hát lên cao là phải hát to hơn bình thường. Đừng hát như vậy, kiểm soát âm lượng của mình. Đây là bí quyết. Khi các bạn kiểm soát được âm lượng, đồng nghĩa với các bạn kiểm soát được hơi thở. Vì không thể nào mà không kiểm soát âm lượng nếu mà hơi thở của các bạn chưa tốt. Nếu các bạn kiểm soát được âm lượng, đồng nghĩa với hơi thở của các bạn đang được kiểm soát. Và đó chính là bí quyết của thanh nhạc. Và điều cuối cùng mà Mỹ Linh muốn chia sẻ với các bạn, đó là việc luyện tập thanh nhạc cũng như tất cả các bộ môn khác,
nó là phải mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày các bạn sẽ tiến lên một chút và các bạn sẽ tốt hơn chính bạn của ngày hôm qua. Nếu kiên trì luyện tập đúng phương pháp như thế này, thì một ngày các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên với giọng hát của mình đấy. Mỹ Linh tiết lộ bí mật cho các bạn nhé. Là ngày Mỹ Linh 18 tuổi, bắt đầu đi hát, Mỹ Linh chỉ lên được đến nốt si láng và cứ đến si thường và đô là oét, là cô oét. Nhưng đến bây giờ có thể lên được. Và các bạn cứ hay gọi đùa là phù vân giáo chủ. Thế nhưng mà các bạn ơi, ai cũng có thể trở thành phù vân giáo chủ được nếu các bạn có một lịch trình tập luyện và kiên trì với nó và kiên quyết không từ bỏ, không bao giờ bỏ cuộc, thì các bạn sẽ chắc chắn cải thiện được giọng hát của mình. Còn nếu như trong trường hợp các bạn không hát mà chỉ muốn cải thiện để cho giọng nói của mình tốt hơn, thì các bạn, ví dụ như bạn làm nghề giáo viên hay là bạn làm nghề gì mà cần phải diễn thuyết nhiều, các bạn cũng có thể kiểm soát được giọng nói của mình, âm lượng của mình và dùng ít sức nhưng người nghe lại vẫn lĩnh hội được tất cả những điều mà các bạn đang muốn truyền đạt một cách hoàn hảo nhất. Chúc các bạn thành công nhé! Và nếu như các bạn thích video này của Mỹ Linh thì đừng quên hãy like và share cũng như là follow kênh này để các bạn có thể luôn luôn theo dõi được những video tiếp theo mà Mỹ Linh chia sẻ được những kiến thức thanh nhạc đến với cộng đồng các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!